Em yêu cô bé này đồ đã khoảng 4 tháng. Bố mẹ đã phản đối kinh khủng luôn. Anh nhắn tin với em nhiều rồi, bạn là em sắp làm gia đình của bạn ấy tan vỡ các thứ. Ủa, trong trường hợp mà ra mặt người yêu ấy thì bố mẹ không đồng ý về người yêu của mình, chẳng hạn đây là người yêu của mình đi cùng, mình giới thiệu cho không phải là Mika nữa, không phải là Mika nữa. Chẳng hạn đây là ví dụ. Thì các bạn ấy có tiếp tục có tình cưới của ấy không? Em từng gặp bản thân em trong cái tình huống này rồi. Em yêu cô bé này đồ đó khoảng 4 tháng. Và lúc đấy chưa có chuyện là ra mắt gì đó. Chỉ có là hôm đấy là em đến nhà em đến đón. Thì bố của bạn ấy có nhìn thấy em qua cửa sổ. Bố mẹ đã phản đối kinh khủng luôn. Thế là em không nghe, em cứ yêu thôi. Thế em bảo thôi được rồi, bây giờ anh sẽ nhắn tin một tin nhắn cho em là mình chia tay nhau. Em hãy cho bố mẹ xem nhưng mà mình vẫn yêu nhau nhé. Ok, thế là bọn mình vẫn làm thế trong đâu đó khoảng 2-3 tháng gì đó. Sau đó là em lên một cái kế hoạch hai đứa mình sẽ đi Đà Nẵng. Thế là không biết thế nào hai đứa đã đi rồi. Bố mẹ bạn ấy có phát hiện là mình đang đi Đà Nẵng. Thế là bố mẹ bắt bạn ấy phải về ngay lúc đấy. Bố của bạn ấy có nhắn em một câu: tôi tôn trọng cậu bởi vì cậu là người nước ngoài chuyên gia đến Việt Nam làm việc, nhưng mà cậu đừng gặp con gái của tôi nữa. Còn trước đấy thì chị cô bạn ấy đã nhắn tin với em nhiều rồi, bạn là em sắp làm gia đình của bạn ấy tan vỡ các thứ. Ủa, đành phải chia tay bởi vì em không muốn, em không thể ích kỷ được đó, cho nên là em đã phải ràng buộc. Bố mẹ đã phản đối thì tại sao là CJ lại tiếp tục cố tình yêu mà lại không tôn trọng lựa chọn của bố mẹ cô ấy? Có thể là lúc đấy bố mẹ bạn ấy chưa biết mình là ai bởi vì chưa gặp lần nào. CJ có cái tư duy là nếu mà sau này có cơ hội để gặp, tiếp xúc với nhau, tìm hiểu đến nhau thì biết đâu lại đồng ý. Thông qua câu chuyện này thì bây giờ thì mình sẽ vote thử đi nào. Nếu bản thân em đang khi em mà phản đối ấy, thì em cũng dựa trên một cái trải nghiệm thực tế. Đó là khi em đã có ý định là cưới một người vợ Việt Nam và bố mẹ em đã phản đối. Khi mà nghe phản đối của bố mẹ ấy, thì em cũng thấy vâng, có lẽ bố mẹ cũng đúng. Suýt nữa là mình kiểu đấy, mình đi sai cái hướng, sai cái văn hóa của mình, sai cái lối sống mà tôi lớn lên từ bé đến khi mà hiện tại ấy. Nên em đã phải đánh đuổi cái tình yêu mà em rất là thích. Cũng mong cô ấy là cũng trong truyền hình có thể nghe cái câu chuyện, lời chia sẻ này và có thể hiểu và thông cảm khi mà tôi đã không thể tiếp tục cùng cô ấy. Nhưng mà tại sao bố mẹ Saleem lúc đấy không đồng ý? Số cái liên quan đến tôn giáo ạ. Thực tế thì cô ấy cũng đã không muốn vào tôn giáo. Thì Điển rất là thoải mái, rất là đẳng nhẫn. Giống như bố mẹ của Denise chưa bao giờ nói là Denise phải làm như thế nào, phải làm việc với cái này, phải yêu một người như thế nào. Nên khi Denise nghe mọi người nói cảm thấy hơi phức tạp. Anh chỉ có cảm thấy là đôi khi cảm thấy hơi mệt về văn hóa và có một mong muốn là tại sao không đỡ nhãn hơn. Nó là cả một cái truyền thống lâu dài và mọi người đã thành một cái ý thức hệ để mọi người dùng cái quan điểm đấy như một cái kính ấy, và mọi người nhìn tất cả mọi người khác qua thông cái kính đấy. Và ngoài ra do cái tôn giáo nữa, khi mà em theo điều đó em có một cái niềm tin rất lớn, em phải sử dụng cái quả dưa hấu ở trên bờ vai của em đấy, thì nếu như mà em cảm nhận được, em thuyết phục được thì em theo. Cho nên khi mà em đã theo được rồi, em có một cái niềm tin rất lớn rồi, em có thể cảm nhận được là tất cả mọi thứ đều đúng. Và em lấy đó là một cái hệ thống, một cái đo ấy, một cái đo cho một cái đời sống của em. Mỗi thứ em phải đo theo cái tôn giáo của em thì em làm theo. Em thấy mọi thứ trong cuộc sống em có sự sắp xếp này, có mọi thứ nó rất là gọn gàng, rất là ổn định và rất thoải mái. Không phải nghĩ lo đến cái này lỗi kia không. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h30 tối thứ Năm hàng tuần do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.